tài xế xe cấp cứu. Tài xế xe cấp cứu. Tôi nghĩ là các bạn hoàn toàn đã có thể loại trừ được một phương án rồi. Có đúng không? Đúng. Có đúng là không? Anh ngoại quốc. Đó. Dạ đúng. Thấy chưa? Em hiểu anh đúng chưa anh? Đúng rồi đấy. Có nghĩa là bắt đầu nhập cuộc. Đó. Cho em thấy sao? Em nghĩ là em chọn anh số 3. Tại vì em mình kiên định số 3. Dạ dạ, tại vì em đọc ở đâu đó một cái nghiên cứu đó là khi mà mình ngồi lái xe thì hình như là mình ngồi bên vị trí lái là bên phía tay trái đúng không ạ? Được. Và ánh nắng mặt trời thì khi mà mình lái xe thì lúc nào nó cũng sẽ táp về phía bên trái nhiều. Cho nên bên trái họ sẽ dễ lão hóa hơn là bên tay phải. Wow. Cho nên em nghĩ anh số 3 nó sẽ phù hợp với cái dữ kiện của em. Dạ, và quay trở lại thì em cũng hơi nghiêng về số 1 nhiều hơn. Tại vì em nghĩ là lái xe, tại vì em cũng lái xe thì em thấy là cái tay của mình phải chắc. Đặc biệt là lái xe, tài xế cấp cứu nữa thì mình phải, thứ nhất là mình thạo đường, cái thứ hai là mình phải chắc tay lái. Tại vì có những cái đoạn đường mà nó hơi đông xe hoặc là như nào mình phải vượt qua nó một cách rất là nhanh. Và quyết định của em sẽ là? Em chọn số 1 á. Số 1, số 3, vậy thì quyết định của 3. Đội các em sẽ là số? Đội mình số mấy? Em vẫn nghĩ là anh số 3. Số 3, không, đợt này quán tù xì đi. Ok, 1, 2, hư, 1, 2, hư, 1, 2, hư, 1, 2, hư. Ok. Số em chọn anh số 3 ạ. Số 3 được chọn. Tôi theo dạ đó. Hãy cùng xem. Chính xác. Yeah! Chính xác. Xem như tất cả mọi lỗi lầm, mọi chia sẻ vừa rồi của anh là vô nghĩa em nhé. Dạ. Ok, em hôm nay tuyệt vời quá, trao vô miệng luôn. Dạ. Tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Vâng, thưa quý vị, đã chính xác rồi. Thật sự phải nói là Cao Thiên Trang đã đọc ở đâu đó một nghiên cứu. Có vẻ như tôi không biết là độ chính xác của nó về mặt khoa học là bao nhiêu, nhưng ít nhất là nó chính xác hoàn toàn với trường hợp này trong chương trình của chúng tôi với thông tin là tài xế xe cấp cứu. Xin được chúc mừng. Hãy cùng xem gói tiền thưởng số 5 là bao nhiêu tiền. 25 triệu. Cái tự nhiên thấp dẫn. Không thể nào à. Cái tự nhiên nghe thấp dẫn. 25 triệu. Không phải của em. Số lẻ. 5 triệu. 5 triệu. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách số 3. Xin mời anh. Xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Bạn có thể giới thiệu về mình rõ ràng hơn về tên cũng như là công việc của bạn. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em là tên Nguyễn Văn Thâu. Hiện tại là tài xế xe cứu thương ở quận 12. Thông làm công việc này lâu chưa? Dạ, 5 năm rồi. Tôi được biết là bạn có một cái kênh YouTube riêng để chia sẻ những cái câu chuyện trong công việc của mình. Dạ. Và câu chuyện nào làm cho bạn ấn tượng nhất trong hành trình làm việc của mình? Trong cái mùa Covid á, thì em từng tiếp xúc đến những cô chú anh chị bị F0 á, chạy hết tốc độ mà không cứu kịp. Này, nói chung là cái nỗi lòng của tài xế của Thương á, là đi trên đường mà nếu mà cái người dân tham gia giao thông trên đường á, mà nếu mà nghe cái tiếng còi ưu tiên mà phải nhường đường một chút xíu thì những nạn nhân đó người ta còn có thể cứu kịp. Lần này là nghe tiếng còi mà cũng vẫn lơ là, nên nhiều khi tụi em bị áp lực lắm. Nên cái nhiệm vụ của tài xế mà không cứu được người là cũng như là thất bại hoàn toàn. Thật ra mà nói, ngày hôm nay bạn ở đây bạn nói những điều đó, tôi tin là nhiều khán giả đang xem và chúng tôi nghĩ rằng đó là ý thức mà đôi khi chúng ta phải chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Bởi vì một lúc nào đó chúng ta nghe một cái tiếng còi của xe cứu thương, đó có thể không phải là người thân của chúng ta, nhưng cũng có thể ở đâu đó trong tương lai người thân của chúng ta cũng sẽ là người ngồi hay nằm ở trên chiếc xe đó. Thế nên chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy có ý thức để khi nghe một cái tiếng còi cứu hỏa, một tiếng còi cứu thương, chúng ta hiểu rằng chúng ta đang giúp sức để cứu đi những sinh mạng của một con người, của nhiều con người. Có đúng không ạ? Yeah. Cảm ơn bạn rất nhiều đã đến với chương trình. Và chúng tôi chúc bạn sẽ hoàn thành thật tốt những cái hành trình của mình để mang tới niềm vui, mang tới hy vọng cho những con người cần tới các bạn. Cảm ơn bạn, chúc bạn thật nhiều sức khỏe.